Chào mọi người đến với kênh MMO nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người chương trình AirDrop để tham gia chương trình AirDrop này cơ. Và người link phần link mô tả mở Telegram gạch bóng nút start chat bot này các bạn. Con này rồi khi tham gia chương trình AirDrop này các bạn sẽ nhận được token có ký hiệu là QH các bạn. Rồi các bạn bấm vào verify nè. Ồ, sao không continue được ta? Click continue các bạn chờ em. Rồi các bạn bấm đòn các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn cũng join kênh group kênh seller nè các bạn. Sau chính chuyện get một tốc càng QH bằng 4 đô mà mình nhận được 300 get 300 hết. Thôi cái này nhiều nhiều. Rồi các bạn join group kênh seller đi các bạn. Một kênh. Rồi join kênh thứ hai kênh channel các bạn. Mình thì làm những dự án kiếm những cái đồng coin có giá trị không các bạn, vậy không về thì thôi chứ mình cũng làm biết tìm những coi gác cũng làm cũng không có làm gì. Thì qua thì các bạn follow và tweet nha các bạn, vậy không về thì thôi chứ. Rồi theo qua thì các bạn theo dõi nè các bạn tweet lên các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube follow theo qua nó tới hai kênh. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn cũng tự quyết lại một cái trang trader đó các bạn. Rồi các bạn cũng bắt đáp. Rồi các bạn cũng cho anh tiếp kênh channel nữa các bạn, channel nữa nè. Đây là thay nguồn ngay gấp thì cũng ngon các bạn, cũng không phối được. Rồi các bạn cũng subscribe kênh YouTube Bi nữa nè. Rồi các bạn bấm giả fan nha các bạn. Rồi, các bạn đăng ký kênh của nó các bạn, con này anh chưa có video gì trơn, không bắt đăng ký. Rồi các bạn mở Telegram ra nha bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh của nó nha bạn. Này nó nhiều kênh. Rồi các bạn cũng follow account của nó nữa các bạn. Này nó tới 3 kênh trader nữa ta. Theo dõi. Này bên game không. Rồi các bạn cũng like cũng tweet lên cái nữa các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up lên nha bạn. Rồi các bạn bấm don nha bạn. Rồi các bạn ghi lại cái username Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Ở cộng anh 1133. Rồi các bạn gửi tiếp cho bot nha bạn. Subscribe YouTube. Xem này nó kêu gửi đường link hết ta. Đây mình coi các bạn. Cái này nó kêu các bạn vào đây đăng ký rồi chụp màn hình lên các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn. Các bạn chụp màn hình lên nè. Rồi các bạn gửi ra các bạn. Các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Follow the world and send gì đây mình. Rồi các bạn cũng gửi một cái màn hình follow tiếp theo nha các bạn. Con này nó cái gì đâu. And send ad. Rồi các bạn vào vote nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây các bạn cũng vuốt cho cái đồng tóc cằn của nó các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn. Rồi trước các bạn. Rồi nha các bạn. Đây thì cái đồng tóc cằn của mình các bạn lướt qua các bạn vuốt nha các bạn.
Bấm giờ 1 phút nào. Đâu ta? Cái đồng tốc càng của mình là tốc càng nào đó ta? Rồi các bạn chụp màn hình lên coi. Thôi các bạn chụp màn hình cho nó chính xác các bạn. Vì rồi chụp màn hình này đi. Cho nó thấy các bạn. Rồi. Các bạn cũng gỡ lại cho con bot nha. Rồi các bạn bấm đoan nha các bạn. Rồi các bạn gỡ địa chỉ với TGC20 với John Dean các bạn. Con này chạy tặng TGC ta. Nha bạn. Rồi sau khi các bạn copy xong các bạn bắt về cũng các bạn gỡ nữa. Rồi các bạn gửi địa chỉ nha bạn. Rồi các bạn bấm balance, các bạn check số cần cũng được các bạn. Mình đã nhận được 50 tốc cần QT này các bạn. Gaffer thì lấy tin ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân. Withdraw. Hiện tại con này nó còn trong tình trạng bảo trì nghe tất cả các bạn. Vậy video đến đây kết thúc. Nào có thông báo cấp tiền mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cấp tiền cho mình. Tất cả các bạn hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.